Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sôi động cùng Euro. Giải bóng đá vô địch châu Âu năm nay mới đi qua được vài ngày, nhưng trên mạng xã hội đã có những clip rất vui về việc chuyển đổi xe. Ví dụ như ngày thứ nhất của Euro thì chuyển từ ô tô sang xe máy, ngày thứ hai thì xe máy sang xe đạp và đến ngày thứ ba thì từ xe đạp sang xe căng hải. Hy vọng là không ai trong số các bạn rơi vào tình cảnh đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung mở đầu của số 11 này. Tất nhiên không có gì khác là trận đấu tiếp theo của Euro 2024. Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia là hai đội bóng sẽ khai màn cho các cuộc đối đầu ở bảng F, bảng đấu cuối cùng tại giải năm nay. Và hãy xem là độ sẵn sàng của họ đến đâu. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bước vào giải đấu với rất nhiều hy vọng. Người Thổ Nhĩ Kỳ có một dàn tiền đạo xuất sắc, được dẫn dắt bởi đội trưởng Hakan Çalhanoğlu và cầu thủ trẻ Aragüler của Real Madrid. Tuy nhiên, thất bại 1-6 trước Áo để lại rất nhiều nghi ngờ cho người hâm mộ. Trong khi đó, Georgia là đội mới ra mắt tại Euro 2024 lần này. Dẫu vậy, không thể xem thường Georgia khi họ đang có hàng phòng ngự chắc chắn với một trong những thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa trước và những cầu thủ tấn công thực sự giỏi trong đội hình. Nhìn vào phong độ gần đây có thể thấy Thổ Nhĩ Kỳ không thể xem thường tân binh Georgia. Trong 5 trận gần nhất, Georgia hòa 1, thua 1 và chiến thắng 3 trận gần nhất. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, 5 trận gần nhất họ đã để thua tới 3 và không có nổi một chiến thắng. Bên cạnh đó, khi xét trên góc độ lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gặp những bất lợi khi các hậu vệ Kagala Soyuncu, Ozan Kabak và Rivan Imaz đều bị loại khỏi giải đấu, khiến huấn luyện viên Vincenzo Montella có rất ít lựa chọn. 7 trên 9 trận của Georgia có nhiều hơn 2,5 bàn. 10 trận gần nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có 3,1 bàn trên trận, của Georgia 3,9 bàn trên trận. Những con số đều lớn hơn 3, vì vậy cuộc đối đầu mở màn bảng F Euro 2024, kết quả tương tự hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, bên phía Thổ Nhĩ Kỳ có Ivan Kavesi đã chơi 32 trận cho Fenerbahçe Istanbul ở Super League mùa giải vừa qua, ghi 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Trong 37 trận cho Galatasaray Super League mùa trước, Kerem Atukoglu ghi 12 bàn và 6 pha kiến tạo. Về phía Georgia, họ cũng sở hữu những chân sút không hề kém cạnh. Georges Mitoses đang chơi cho FC Metz ở Liga 1 đã ghi 14 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 22 trận đấu ở mùa giải vừa qua. Trong 34 trận ở Serie A mùa trước, Kvitsa Kvaratskhelia ghi 11 bàn và 6 pha kiến tạo cho SSC Napoli. Hai bên đều sở hữu những chân sút có chất lượng không hề tồi, đó là lý do tại sao trận đấu này có thể diễn ra với nhiều bàn thắng. Ở hai vòng chung kết Euro gần nhất 2016 và 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đều dừng bước ở vòng bảng để thua 5 trên 6 trận. Đội tuyển này cũng chưa thể trở lại vòng chung kết World Cup kể từ sau chiến tích hạng 3 vào năm 2002. Nhưng ở Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ được coi là ẩn số thú vị dưới triều đại của huấn luyện viên Vincenzo Montella. Ở vòng loại, đội bóng này đã giành ngôi đầu trong bảng đấu có sự góp mặt của Croatia, Wales, Armenia và Latvia. Qua 8 trận, thầy trò Montella chỉ thua 1, thắng 5, hòa 2, thua 1. Dưới tay huấn luyện viên Montella, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao về tính tổ chức trong phòng ngự. Trong tấn công, họ cũng sở hữu nhiều tài năng có thể tạo đột biến như Aragüler, Kerem Atukoglu hay đội trưởng Hakan Çalhanoğlu. Nằm ở bảng F cùng Bồ Đào Nha, Georgia và Cộng hòa Séc, thầy trò Montella hoàn toàn có thể đặt mục tiêu dự vòng knockout và tiến xa ở Euro 2024. Thành tích tốt nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho tới nay ở Euro là tấm vé bán kết vào năm 2008. Đội tuyển Georgia, đất nước 3,7 triệu dân, có diện tích hơn 69.000 km², thuộc vào loại nhỏ bé ở châu Âu, sẽ có lần đầu tiên dự Euro, giải đấu dành cho những tinh hoa của bóng đá châu Âu. Đây là cơ hội để Georgia tiến đến giấc mơ châu Âu mà quốc gia này đang theo đuổi. Được biết, năm 2024 là năm bầu cử tại Georgia. Báo chí mô tả đây là thời điểm căng thẳng, mệt mỏi, phân cực sâu sắc. Người dân Georgia đang chia rẽ sâu sắc vì ủng hộ những đảng phái chính trị khác nhau. Thậm chí việc đội tuyển Georgia giành vé dự Euro 2024 đã trở thành chiến tích mà các đảng phái chính trị ở Georgia tranh làm của riêng. Họ sử dụng điều đó để giành lấy sự tín nhiệm của người dân trong cuộc bầu cử sắp tới.
Những tín hiệu vui đã đến khi sau tất cả những mâu thuẫn và chia rẽ đó, người dân Georgia đã tìm kiếm được điểm chung để ngồi lại với nhau dưới một ngọn cờ. Đó là cổ vũ tuyển Georgia thi đấu ở Euro 2024. Có thể nói sự kiện tuyển Georgia dự Euro 2024 đã giúp đất nước này trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ là một vị khách khá thường xuyên của các vòng chung kết Euro, thì với Georgia, đây mới là lần đầu tiên họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Tuy là mới với những khán giả quen thuộc của Euro, nhưng thực ra tân binh này lại là một đối thủ chẳng còn xa lạ với người Thổ. Hai bên đã từng đụng độ nhau vài lần và kết quả thế nào thì chúng ta sẽ cùng biết với phần tổng hợp sau của chúng tôi. Lịch sử đối đầu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã giành được những kết quả vượt trội hơn so với Georgia trước thêm trận đấu mở màn bảng F Euro 2024. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng 3-1 trước Georgia trong một trận đấu giao hữu tại sân vận động Red Bull Arena, Samburg. Ngày 7 tháng 2 năm 2007, tại sân vận động Boris Pachaze ở Tbilisi, trận đấu giao hữu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Georgia. Ngày 30 tháng 3 năm 2005, tại sân vận động Lokomotiv ở Tbilisi, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một bữa tiệc bàn thắng trước Georgia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Asi Mustafa Korey đã ấn định chiến thắng 5-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút thứ 89 sau một pha tấn công nhanh. Ngày 4 tháng 9 năm 2004, tại sân vận động Senon Guns ở Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ đã hòa 1-1 với Georgia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Ngày 21 tháng 8 năm 2002, tại sân vận động Husi Avni Aker ở Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ đã có chiến thắng 3-0 trước Georgia trong một trận đấu giao hữu. Xét lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, Thổ Nhĩ Kỳ có phần vượt trội hơn so với Georgia. Trong những lần gặp nhau này, Thổ Nhĩ Kỳ thường có xu hướng ghi nhiều bàn thắng với 3 trên 5 trận, có trên 2,5 bàn. Song phong độ gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ lại không được tốt khi họ đã thua 6 trong 7 trận gần nhất và không ghi được bàn thắng nào trong 4 trận. Ngược lại, Georgia đã có sự tiến bộ rõ rệt, chỉ chịu 1 trận thua trong 7 trận gần đây nhất và có được 5 chiến thắng. Sau những số đã phát sóng, những người thực hiện chương trình Sôi Động Cùng Euro đã nhận được những phản hồi rất tích cực của khán giả về phần dự đoán của nhà tiên tri kết quả các trận đấu chuẩn bị diễn ra. Vâng, đây cũng chính là điều chúng tôi hướng tới khi sản xuất nội dung này, đó là vừa mang lại sự thú vị cho khán giả về cách dự đoán trận đấu, lại vừa có những gợi ý để người hâm mộ có thể phán đoán về kết quả chung cuộc của một màn so tài. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi màn dự đoán của nhà tiên tri trong chương trình Sôi Động Cùng Euro số 11. Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với màn tiên tri của Hamster Q trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Đây là những ảnh đầu tiên của phần dự đoán giữa đội Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đang từng bước di chuyển khắp mặt sân để làm quen, đánh hơi xem nên lựa chọn bát thức ăn nào. Và như vậy là màn dự đoán đã chính thức được bắt đầu. Ngay ở những phút đầu tiên thì Hamster Q đã di chuyển sang phần sân của Georgia. Hamster Q đã di chuyển vào bát thức ăn nhưng không hề ăn, thưa quý vị ạ. Sau đó thì Hamster Q đã di chuyển sang phần sân bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Hamster Q vẫn đang dò xét. Tuy nhiên thì có vẻ như Hamster Q đang do dự không biết nên chọn ăn ở bát thức ăn nào. Tình huống này thì đã ăn hay chưa, thưa quý vị? Như vậy là công nghệ va vào cuộc rồi. Có vẻ như chưa ở góc quay được zoom vào như thế này thì có vẻ như chưa, thưa quý vị ạ. Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến chính của màn dự đoán Hamster Q cho trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Hamster Q vẫn đang di chuyển ở khu vực đường biên dọc và đường biên ngang. Lúc này thì Hamster Q đang ở phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Tuy nhiên thì Hamster Q có vẻ như không bận tâm mấy đến bát thức ăn thì phải. Vâng, có vẻ như Hamster Q đang chê bát thức ăn với phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và lần này thì có ăn hay không? Ở góc quay này thì rõ ràng chúng tôi đã nhận thấy là Hamster Q đã ăn thức ăn bên phía của Georgia rồi. Có lẽ là
bằng mắt thường chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là Hunter Kiu đã ăn thức ăn bên phía phần sân của Georgia. Như vậy là lựa chọn của Hunter Kiu là Georgia sẽ giành chiến thắng. Còn lựa chọn của quý vị và các bạn là đội tuyển nào? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nhé. Chúc các bạn may mắn. Xin được chia sẻ là cứ mỗi lần dự đoán xong, nhà tiên tri của Sôi Động Cùng Euro cũng như những người thực hiện ghi hình lại mệt nhoài vì đây là một phần tốn rất nhiều năng lượng. Vì thế chúng tôi hiểu khi đưa ra dự đoán về kết quả một trận đấu một cách nghiêm túc thì ai cũng sẽ rất mệt. Tuy nhiên, ai mà chẳng có nhu cầu dự đoán về các trận đấu ở Euro 2024 có phải không ạ? Vì vậy mà chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục comment tỷ số chung cuộc trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia ở dưới video này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.